Trời ơi, con trời đánh nhá, mày định đập hết ba đứa là tao ra đây hả? Con xin lỗi. Xin lỗi? Xin lỗi thì mày có đền được cái bát mày vừa làm vỡ không? Tao không hiểu tại sao anh tao lại đẻ ra cái loại ăn hại như mày nhở? Mày mà không ăn hoi tử tế nhá, tao bảo anh tao tống cổ mày bé và mẹ mày đấy. Tao nghe nói là mẹ mày mới lấy chồng mới rồi. Ra đấy mà ở cả dượng mày á, tha hồ nó hành cho nhá. Con không muốn đâu, con muốn ở với bố cơ. Ở với bố á? Bố mày chung quy cũng suốt ngày đi công tác thôi, rồi cái thân mày một tay tao chăm nom ấy. Mà mày nghĩ mấy cái đồng bạc của bố mày là to á hả? Mày mà không chịu có làm đi nhá, cám đầu vào bồ mày đấy. Bố mày tao phạt đi ăn cơm, biết chưa? Ok, con dạ vâng ạ. Vâng dạ gì, xong rửa xong nhá, ra ngoài kia dập nốt chỗ quần áo đi. Để ma lên mề. Hai cô cháu làm cái gì mà ầm lên thế hả? Ui, anh! Sao anh về lúc nào anh không bảo trước ạ? Anh mới về thôi. À, con bé cứ đòi rửa bát. Em đã bảo là không phải rửa rồi, xong rồi lỡ đánh vỡ một cái bát. Em bảo không sao rồi, thế mà cứ sợ xong rồi khóc thu thi thôi. Không sao đâu, con lên nhà chơi với bố đi nhá. Nào, vui, lên chơi với bố nào. Tí con. Giỏi lắm. Nào, giỏi lắm con gái. Bé Moon đang đọc gì đấy? Con đang đọc truyện Conan ạ. Bé Moon nghe lời bố, ở nhà với cô thì phải ngoan. Nghe lời cô nghe chưa? Dạ vâng. Ngoan lắm. Anh không phải lo. Bé Moon ý, ở nhà ngoan lắm. Hai cô cháu chơi với nhau hợp lắm luôn. Thế thì may quá, anh cảm ơn cô. Nếu không có cô ấy, anh cũng không biết phải làm thế nào với cháu cả. Để cháu ở nhà với bác giúp việc, anh cũng không yên tâm. Ui giời, anh cứ phải lo xa, anh cứ để con bé ở đây. Dù sao nó là máu mủ ruột thịt của em cơ mà. Bố ơi, thế bố có ở nhà không bố? Bố lại phải đi công tác con gái ạ. Con ở nhà với cô, với em ngoan nhá. Ngoan, về nhà bố mua quà cho. Dạ vâng. À, cô đồng nghiệp cùng công ty bố có mua quà cho bé Moon này. Quà gì thế ạ? Đây là ăn ngủ ngon Rikit của tập đoàn Kohino. Cô ấy bảo mấy đứa nhà cô ấy uống, đứa nào cũng khỏe mạnh, phổng phao mà thông minh lắm. Thật ạ? Ừ, ăn ngủ ngon Rikit hỗ trợ hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng, giúp trẻ phát triển chiều cao, cân nặng, tăng cường trí nhớ mà thông minh hơn nữa. Tốt thế cả anh. Ừ, cô ở nhà cho cháu uống đều giúp anh nhá. Thấy con gái của bố còi hơn so với các bạn cùng tuổi, bố xót ruột lắm. Nào, để bố bóc cho Moon uống luôn nhá. Dạ. Cái này ngon ngọt dễ uống lắm. Dạ vâng. Nào, Moon uống đi. Dạ, xin. Ngon không con? Dạ có ạ. Thì con uống nốt đi. À, đến giờ bố phải đi rồi. Moon ở nhà với cô ngoan nhá. Dạ vâng. Em ở nhà trông cháu giúp anh nhá. Có gì thì gọi điện cho anh. Vâng. À, bố đi Moon nhá. Con chào bố. À, bố chào con. Con đi đâu? Đi đâu ạ? Con mang đi cất ạ. Mày à, mày cất? Không, nhưng đây là đồ bố mua cho con mà. Bố nào cho mày hả? Tao nói cho mày biết nhá, đồ trong nhà của tao ấy có nghĩa là đồ của tao. Tao tịch thu cái này để cho em sắp uống. Mày có cơm ăn là tốt lắm rồi nhá, đừng có leo nhèo. Bố bảo ai đồ của người khác không được lấy, lấy là người xấu, là ăn cướp. Cái gì? Mày mới nói gì? Mày bảo tao là ăn cướp á hả? Hôm nay bố mày về gan mày to quá nhỉ? Hả? Mày thích chết không? Không, không, đồ của con, đồ của con. Đồ nào là đồ của mày hả? Được lắm. Thế thì hôm nay mày phải uống hết cho tao nhá. Mày mới không uống hết, tao đổ vào tay và mũi mày. Cô làm cái gì thế hả? Con,
Mày có còn là con người đâu không hả Thương? Mày bảo đối xử tử tế con bé, tử tế thế này đây à? Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Từ từ, anh nói đã. Mày nói á? Chính mắt tao nhìn thấy, mày muốn nói cái gì nữa hả? Nếu tao không cơi điện thoại mà quay lại lấy ấy, tao đã không biết mày đối xử như thế này với cháu ruột của mày đấy. Mày vừa bảo cái gì? Máu mủ ruột thịt mà mày đối xử như thế này à? À? Mày cũng là mẹ, mày cũng có con rồi đấy. Mày xem, mày đối xử với đứa trẻ con thế này có được không? Từ bây giờ, mày đừng gọi tao là anh nữa. Tao không có được em gái như mày. Bố, mình về nhà thôi con. Bố đưa con về nhá. À, con gái. Bố ơi, hôm nay con được điểm 10 đấy. Ôi, con gái của bố giỏi quá. Nào, để bố xem nào. Trộm vía, từ ngày con gái của bố uống ăn ngủ ngon Rikkit của tập đoàn Kohino đã có kết quả luôn nhỉ? Cao hơn này, xinh xắn, thông minh, lại còn học giỏi nữa. Con thích uống ăn ngủ ngon Rikkit của tập đoàn Kohino là bố ạ. Thế để bố mua thêm cho con gái nhá. Dạ vâng. Từ giờ bố hứa bố sẽ sắp xếp công việc để ở nhà với con nhiều hơn. Không làm việc này thì bố làm việc khác. Nhưng mà con gái của bố ấy thì chỉ có một thôi. Điều kỳ diệu.